Ba mê phim kinh dị này ghê ấy. Bàn tay thích chí quá đây nè. Ba chưa thấy cảnh mấy cưa nào đỉnh như vậy luôn. Chán ờ mà. Từ từ thôi, bắt được rồi. Mình bị bắt cóc sao? Rõ ràng không phải là nhóc Wesley mà. Wesley vẫn chưa về nữa. Mong có ai tốt bụng nhìn thấy con bé. Có thấy bé gái thắt tóc biến như thế này chưa? Không thấy à? Xin lỗi, cô có thấy bé gái cao cỡ này với khuôn mặt lạnh ấy không? Mình đến đâu rồi ta? Sạch không tì vết. Ba mẹ nên tìm con yêu ở đâu đây? Thấy em khóc làm anh như phát điên. Bàn tay à, mình nghĩ ta nên dán tờ rơi mất tích lên nè. Ý kiến hay nè, mong việc này hiệu quả. Xin chào. Wesley, cậu mất tích thật sao? Hả? Cưng biết Wesley à? Tuyệt quá đi mà. Con bé đã có bạn rồi. Để con đến nhà giúp cô chú tìm Wesley nha. Ý hay đó. Kiểm tra tủ quần áo. Không có ai. Chào ông nội. Đây là ai vậy nè? Chú thấy chiếc váy nào hợp với cháu hơn? Cưng nên nâng tầm gu thời trang của mình đi. Thô lỗ quá rồi đó. Vậy tiếp theo là gì? Ta có hết mọi cách tra tấn khủng khiếp cho My đây. Đơn giản. Thật luôn. Được rồi. Nóng quá đi. Con bé cũng không có ở đây. Hết hồn luôn. Chắc ở sau băng ghế dài. Wesley, con ở đâu rồi? Không cô gái nào chịu đựng được. Tra tấn đồ ăn. Thơm quá đi. Được rồi. Đồ ăn nhanh. Mình thường không ăn nó. Wow, ngon quá đi. Món bánh này ngon hơn đồ ăn của chú Fester cực kỳ. Sao cơ? Sao mày thoát được vậy? Giờ thì nói chuyện nào. Đừng làm điều gì dại dột nghe chưa? Đây là máu sao? Sợ quá đi. Lông vũ à? Kỳ lạ đó. Thanh kiếm. Đúng là đồ mình cần mà. Bất ngờ quá đi. Chắc là tên bắt cóc đã bất ngờ hù dọa Wesley bằng thanh kiếm này nè. Chưa chắc đâu nha. Vâng, cháu quên mất. Mà chú biết chưa? Cháu đấu kiếm cũng tốt lắm đó nha. Em nên đứng xa ra đi. Phoebe, cưng làm gì căn phòng vậy nè? Giấu thanh kiếm lẹ lẹ đi. Giờ cùng qua phòng của Wesley đi. Ta nên tách ra thì hơn. Giường thoải mái quá đi à. Dưới gối không có ai. Dưới giường cũng không có luôn. Au! Mình hợp tháp biếm đó chứ. Trông giống Wesley chứ lị. Có lẽ vậy. Wesley. Hả? Không, chỉ giống người thôi. Tìm thấy bé rồi nè. Ta đến phòng đe dọa đi. Cùng bùng cháy nào. Wesley cũng có thể ở đó đó. Nói đi, con gái của ta có đến đây chưa hả? Chúng ta đang kiếm con bé. Sao cậu sợ hãi vậy? Ảnh hồi Halloween mà. Con bé trông như thế này đây. Ba mẹ nhớ con nhiều lắm. Hai người đáng thương quá đi. Chả thèm ôm mình luôn. Vô tâm quá đi. Ta có thứ khủng khiếp cho My xem đây nè. Bộ phim kinh dị đáng sợ nhất từ trước tới giờ. Phim đáng yêu đó. Thế à? Nếu vậy thì nhìn cái này đi nè. Không, tránh xa ra coi. Xin lỗi, cô có thấy con gái chúng ta không? Tất nhiên là có rồi. Thật sao? Em hâm mộ cực kỳ luôn. Điệu nhảy của nàng ấy ám ảnh mãi luôn á. Đi khỏi đây thôi. Mình đi đâu kiếm bây giờ? Cô nàng đi theo mình bao lâu rồi? Trông em giống con bé chứ. Không, lại bắt chước Wesley nữa rồi. Cầu cứu thôi. Xin chào. Cháu tới ngay đây. Em có thể nhảy mãi luôn. Này, đi chỗ khác đi. Tuyệt vời.
hả? Là xu hướng mới sao? Bỏ trò này đi. Ta sơn hết móng tay của Mi thành màu hồng luôn. Ô không, con gái con đâu rồi? Mình nên kiếm ở đâu đây? Cảnh sát, bắt người lại Gomez. Chúng ta cần cảnh sát làm gì chứ ạ? À? Có ích lắm đó. Sĩ quan à? Không, đừng đi mà. Mình phải làm gì đây? Xin lỗi vì đã xông vào. Chúng ta đang tìm con gái mình. Con bé bị mất tích rồi. Đang bận rồi. Bận cái gì? Ở đây không giúp gì được đâu. Chờ đã. Mình từng gặp cô bé ở đâu rồi thì phải. May quá đi. Ô không, có hy vọng rồi. Mình nhớ ra rồi nè. Cô bé đây nè. Trên trùm trùm. Ồ không, tuyệt vời. Tụi tôi phải đi đây. Nè chờ chút. Có cảnh quay được từ máy quay an ninh nè. Có vẻ giống cô bé. Gì đây? Con bé bị bắt cóc thật sao? Mất tích. Tìm cô bé với. Ngươi nghĩ dán tờ rơi là có ích sao? Thế này thì sao, Westy? Giờ thì không ai có thể nhận ra hay tìm thấy cô đâu. Ở đây chán quá đi à. Có lẽ mình nên đi thôi. Đứng lại. Ủa, thế này thì sao? Coi chừng tay đó. Sao cơ? Au! Khoan đã. Tôi muốn quay TikTok. Giúp tôi với nha. Bật máy quay lên. Làm rất tốt đó. Giờ tôi đi đây. Quái vật. Ở đây nguy hiểm quá đi. Phải trốn khỏi đây thôi. Về rồi đấy à. Ngồi đi nào. Westy bị bắt cóc gần đây nè. Ta phải bới tung nơi này lên. Cô Thu Ngân đi rồi. Westy không có ở đây. Không có ai. Bé cưng của chúng ta chỉ có một mình thôi. Anh nghe thấy chứ? Chỗ kia có tiếng động đó. Là cánh cửa bí mật. Con bé ở bên trong. Đừng cử động. Tháo mặt nạ xuống đi. Xin hãy tha cho cháu. Đứa bé tâm thần này. Con đúng là hợp với nhà chúng ta đó. Phải đi thôi. Ai là người đầu tiên nghĩ ra trường học thế? Tập hợp nhiều đứa tin ngốc nghếch cùng một nơi thật nguy hiểm. Cho chúng. Westy, em lại buôn lậu pháo hoa đấy à? Thầy chịu hết nổi em rồi. Em bị đuổi không? Ngôi trường mới có chút khác nhỉ? Never Drum. Chào, cậu là người bạn mới đúng không? Chào nha. Không thích ôm ấp à? Tớ là Enid. Kết bạn nha. Không muốn. Gì đây? Tay á. Tạm biệt cậu nha. Ra đây là tủ khóa của mình nè. Nhiều màu quá rồi. Quan tài vẫn tốt hơn nhiều. Sao bên đó đông thế nhỉ? Đang được phát nhỏ miễn phí à? Hey, chỉ là cuộc thi nữ hoàng trường học ngu ngốc thôi. Kế hoạch mới của mình chính là mình sẽ cướp vương miện và mọi người sẽ hoảng sợ. Xin lỗi nha, nãy tớ không thấy cậu. Thật tệ quá, cậu là tình yêu đời tớ. Thế thì chia buồn nha. Tạm biệt. Mình cần đồ bẻ khóa. Ê, đồ thua cuộc. Tớ sẽ mượn ghim cài của cậu. Cảm ơn nha, công cụ hoàn hảo. Tránh đường nào.
Trở thành nữ hoàng trường học là ước mơ đời mình. Cậu làm gì ở đây vậy hả, đồ con mực? Xuống cuối hàng đi. Cuối cùng thì mình còn tham gia gì nữa nhỉ? À, cuộc thi cắn giỏi nhất. Xin lỗi nha, xong rồi. Cậu cũng điền đơn đăng ký luôn nha. Trở thành nữ hoàng trường học và đoạt vương miện. Được thôi. Trả game tài cho cậu nè, đồ thua cuộc. Cậu ấy thật thú vị mà. Chào, gì cũng được ngoại trừ chỉ là CJ thôi mà. Cậu bị dị ứng à? Thật luôn. Ok, chạy đi CJ. Cảm ơn đã để nó tránh ra khỏi tớ nha. Cậu ấy thật tuyệt vời. Ai? Cái đứa vừa đi vừa hát xì đó à? Tớ hiểu rồi. Quên hết mớ lãng mạn trong đầu của cậu đi, đồ cua màu hồng à. Gì cơ? Xin lỗi nha. Đi thôi. Đây là phòng của tụi mình nè. Cậu thấy thế nào? Kinh khủng quá đi. Quá nhiều màu rồi. Tiên. Hiểu rồi chứ? Cấm xâm phạm vào chỗ tớ nha. Cậu đã làm gì với phòng của tụi mình vậy? Một bước nữa xem. Cậu dán ảnh của bạn trai cậu đó à? Ý cậu là cái này á hả? Không như cậu nghĩ đâu mà. Tụi tớ chẳng là gì cả. Không thể nào đâu. Cậu ấy dị ứng với cuốn. Mà tớ lại là người sói nữa. Thất vọng quá đi. Cảm ơn đã cổ vũ nha. Cậu là bàn tay đáng yêu nhất đó. Chắc chắn tụi mình sẽ là bạn với nhau. Selfie nha. Thiên, tớ lại thắng nữa rồi. Mình thích đi cà phê với những người bạn mới. Ok, phải làm gì với đơn đăng ký này? Wow, cậu cũng đăng ký nữa hả? Tớ cũng vậy nè. Cả hai tụi mình sẽ là nữ hoàng. Cùng đi xem vương miện đi. Vương miện này là ước mơ đời tớ đó. Nó xinh quá đi à. Cậu muốn trở thành nữ hoàng á? Cậu thậm chí còn không phải là người sói đúng nghĩa. Nghiêm túc đó à. Cậu phải biết trước hậu quả chứ. Cái gì? Cảm ơn cậu nha bạn yêu. Ôm nào. À phải rồi, không thích ôm ha. Không đâu, anh bạn tớ không thích cục đó. Quét đi. Colin. Khối Rubik à. Trò trẻ con. Nè, cậu giải được rồi hả? Wow. Tạm biệt mấy cậu nha, hẹn gặp lại. Cậu ấy thích tớ kìa. Tớ phải chuẩn bị cho cuộc thi thôi. Mình nên mặc gì đây ta? Không. 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 Mình lại không có gì để mặc rồi. Mình nên làm gì đây? Thiên. Cảm ơn nha. Cậu có muốn mượn váy không? Chắc chắn không đâu. Nó đen quá đi. Tớ nghĩ tớ sẽ mặc cái này. Tụi mình trông đẹp ghê. Giờ thì nó hoàn hảo luôn rồi. Ngồi đi Roberta. Tốt hơn hết là không nên có bạn nhện đâu. Ok. Nè, hơi lố rồi. Lấy thanh kiếm khỏi đầu của cậu đi. Kiểu tóc hoàn hảo đó. Trông tớ xinh không nè? Biết ngay mà. Yay. Tớ cần phải đi làm nail gấp thôi. Nó có hơi dài rồi. Lúc nào cũng hoàn hảo. Đập tay nào bạn thân. Đi thôi.
checklist nữ hoàng trường học. Xem nào. Tóc. Check. Váy. Đã mặc. Nail. Hoàn hảo. Tốt. Ơ, hoa cài áo á. Ô không, tụi mình đi đâu để có được nó đây? Tớ không biết. Các quý cô, tặng cho hai cậu nè. Đáng yêu quá à. Chân thành cảm ơn nha. Cha, có hoa cài áo rồi. Tụi mình có đủ cả. Đi thôi. Cậu đâu rồi? Ở đây nè. Nhớ theo kịp nha, Hyugi. Muốn nhảy không, Colin? Ồ, Colin, cậu thật sáng tạo. Kết quả chuẩn bị được thông báo rồi. Wesley, ai trong hai tụi mình sẽ thắng nhỉ? Và vương miện thuộc về. Wow. Wesley, chúc mừng. Khoan đã. Tớ rất vui cho cậu luôn á, bạn yêu. Cậu xứng đáng mà. Thật tệ khi ước mơ của mình không thể thành hiện thực. Inis, cậu sẽ là nữ hoàng trường học tuyệt nhất. Wow. Ôm nha. Ồ, phải rồi. Một lần cũng không sao. Cảm ơn cậu nha, Wesley. Cậu rất xứng đáng, nữ hoàng à. Ước gì Colin và mình lúc nào cũng có thể bên nhau. Gì cơ? Colin, tớ thử nha. Wow, thành công rồi. Tớ yêu cậu, Enid. Kết thúc có hậu là sở thích của mình. Wesley, Hyugi, được thôi, hãy thử một lần nào. Thật lãng mạn. Xong, chúng ta đã xây xong căn phòng bí mật rồi. Ủa, ai đã làm ra chuyện này chứ? Chúng ta cần sự giúp đỡ của chuyên gia. Xin chào. Nè, chúng mình muốn xây một căn phòng bí mật. Căn phòng bí mật sao? Được thôi. Mình sẽ mang dụng cụ đến ngay. Mũ bảo hiểm. Kính này. Và đi thôi nào. Loài người đang đến đó. Yên lặng nào. Chắc là quanh đây thôi. Cẩn thận hả? Có gì nguy hiểm à? Dừng lại sao? Nhưng mà mình cần phải vào trong. Nguy hiểm à? Không làm mình sợ được đâu nha. Chào mừng. Cuối cùng cũng đến rồi. Đến với ngôi nhà ma cà rồng. Cái nơi gì thế này? Ai lại sống ở đây chứ ta? Được rồi, bắt tay vào làm thôi nào. Đầu tiên thì mình sẽ tháo những ván gỗ này xuống. Chào. Au, chân của mình. Anh chàng cần được giúp đỡ kìa. Cậu vụng về thật đó. Mà cả đẹp trai nữa. Xin chào, mình là Colin. Và mình thì đói bụng. Đừng mà Julie. Chào cậu, sao các cậu làm được căn nhà đó vậy? Và mình sẽ lo việc xây dựng. Trước hết, mình sẽ tháo những cái vít này xuống. Cậu ấy đang nhìn cái gì vậy ta? Mình có thể nhìn anh chàng cả ngày đó. Có nên giúp cậu ta một tay không nhỉ? Tấm ván đầu tiên đã được tháo dỡ. Bắt tay vào việc nào. Chị à, chúng ta có thể giải quyết được việc này trong nháy mắt thôi. Để tấm ván ở đây. Như này. Hả? Sao có thể chứ? Các cậu làm xong từ khi nào vậy? Chuyện này có khó lắm đâu. Vào đi nào.
Trong này trống quá đi. Các cậu ngủ ở đâu thế? Ngốc quá à. Nhìn lên mà xem. Hả? Giường ngủ trên trần nhà sao? Thiết kế độc đáo đó chứ. Sao các cậu ngủ được hay vậy? Mình không thể đó nha. Chuyện nhỏ thôi mà. Tránh ra nha. Mà sẽ bắt tay vào việc trang trí. Mình sẽ bỏ đi những đồ không cần thiết trên trần nhà và mang đồ mới vào. Chiếc giường không còn nữa. Wow, là bá tước Dracula kìa. Không phải, đây là anh chàng xây dựng thôi mà. Anh chàng xây dựng điển trai. Đầu tiên, trang trí bức tường này trước nha. Trông ngon quá à. Cậu không sao chứ? Đừng bận tâm tới mình. Colin à, nơi này đang ngày trở nên đẹp lên đó. Có gì đâu mà đẹp chứ. Mình sẽ cho họ thấy như thế nào là đẹp. Các tấm vải này nhỏ ra. Bây giờ có cái để chiêm ngưỡng rồi đó. Wow, khá ấn tượng đó nha. Hả? Mình có thể làm tốt hơn như vậy. Ten ten. Ngạc nhiên quá à. Anh chàng thích nó. Thôi chứ. Mình sẽ chụp một bức hình. Được nè. Góc đẹp đó chứ. Mình chụp ảnh hai cậu nha. Được thôi. Cười lên nào. Nè đợi đã. Sao hai cậu ấy không xuất hiện trong hình chứ? Chắc là camera sau bị hỏng rồi. Vậy làm tấm selfie nha. Cậu chẳng làm được gì. Chúng ta cần chút đèn sáng. À, mắt của mình. Xin lỗi nha. Au, không sao cả. Anh chàng này vụng về quá đi thôi. Ủa, mình sẽ sửa lại. Ồ, chỗ này đích thực cần sự giúp đỡ của chuyên gia. Mình sẽ sơn thật đều. Xong rồi. Trông bừa bộn thế này. Không sao, mình sẽ lo việc này. Tất cả những gì anh chàng làm chính là hất bụi lên trên. Là dơi. Đi đi. Hình như là đi rồi thì phải. Chị có sao không đó? Anh chàng mạnh thật đó nha. Mình sẽ không bỏ qua cho cậu chuyện này đâu. Đúng rồi. Cậu ta đi đâu thế nhỉ? Mình mang dụng cụ đến đây. Cái răng cuối cùng. Nói a à, đi nào. Mình đã bỏ lỡ cái đó đó. Là sao? Cọng rau thừa kìa. Đây chính xác là bản sao hàm răng của cậu đó. Thật là ngớ ngẩn mà. Cậu tự mà nhìn đi kìa. Sao có thể chứ? Mình phải đánh răng ngay thôi. Và cậu mang lá rau kia đi đi. Mình nghĩ bàn chải này sẽ giúp được cho cậu nè. Wow. Mình đã ngủ lâu lắm rồi sao? Ai vậy? Ủa? Mình không cố ý đâu nha. Nhìn mình tìm thấy gì nè. Là những bức hình cũ đó. Những bức ảnh này sẽ không còn bị bám bụi nữa đâu. Đến lúc để cho mọi người chiêm ngưỡng rồi. Wow, cậu trông y hệt bà ngoại cậu vậy đó. Hả, bà ngoại của mình sao? Tất nhiên rồi. Bà đâu rồi? Cẩn thận nào. Các cậu à, chơi đùa với nến mà không có sự giám sát của người lớn sẽ rất nguy hiểm đó nha. Sẽ an toàn hơn nếu chúng ta mua những cây nến mới trên mạng và không cần có lửa. Làm thế nào để thắp sáng lên đây? Chỉ cần bật lên thôi. Căn phòng của chúng ta trông có sức sống hơn rồi đó. Wow, tốt lắm. Nhìn này, trò vui sắp xảy ra rồi đây. Phép di chuyển đồ có hiệu lực đi nào. Nước của mình. Pizza của mình. Các cậu, bữa trưa của mình đâu rồi? Hãy bình luận ở bên dưới giúp mình nha. Ok, anh chàng đang tính làm gì vậy nhỉ? Đây là hàng rào. Hãy tạo một cái giao diện bên ngoài thật đáng yêu nha. Nhìn anh chàng cường lực chưa kìa. Ai sẽ là người thử nghiệm nào? Mình đến đây. Cậu có thích không? Mình thích lắm. Mình phải làm gì đó thôi. Bật chế độ cải trang nào. Mấu chốt là đánh thật mạnh. Ồ, thật sao? Bắt được rồi nha. Cái này không cần đến. Ồ, chào. Cậu đã nằm ở đây bao lâu rồi vậy? Mình đang xem thử cỏ có mềm hay không thôi ấy mà. Như lời cậu nói. Ồ không, chuyện này không thể xảy ra nữa đâu. Cái gì? Cái này là đường đi mà. Ừ, đúng rồi. Mình nghĩ cái viên đá này sẽ đủ thôi. Tuyệt vời.
chưa xong đâu nha. Mình chuẩn bị một bất ngờ đây nè. Một bất ngờ gì vậy? Cho tụi mình hả? Một cái nồi dùng để nấu bên ngoài mà. Hy vọng hai cậu thích em ấy. Một nồi thuốc độc ư? Cậu tốt bụng quá. Nhưng mà khói làm cho mình buồn ngủ quá. Tiếc là chúng ta chưa có giường ngủ. Chuyện nhỏ thôi à. Đây là những gợi ý đặc biệt cho các cậu nè. Một chiếc giường màu hồng với những đường viền mềm mại. Đây là mẫu phổ biến nhất năm này đó nha. Tuyệt quá à. Không khả thi cho lắm. Được rồi. Sao em bướng bỉnh như vậy chứ? Lựa chọn số 2. Chiếc giường đơn sắc. Wow. Chị thấy sao hả? Mình hiểu rồi. Gợi ý cuối cùng là cực kỳ tối giản. Oh yeah. Làm cái đó đi nào. Được thôi. Giường đã xong rồi. Và vừa vặn như một chiếc găng tay vậy đó. Nhiệm vụ đã xong xuôi. Ngạc nhiên quá à. Mình vừa mới làm xong. Mình mệt quá đi. Nancy à, chị nhanh hơn nha. Cậu ấy cắn mình rồi. Chị đã phá hỏng mọi thứ rồi. Em bay đây. Các cậu là ma cà rồng sao? Đấy là những chiếc răng nanh à. Mình cũng thành ma cà rồng rồi sao? Mình có thành dơi hay không? Wow. Cố với, mình bị treo ngược rồi nè. Cậu không sao chứ? Chắc là vậy rồi. Mình quay về với bộ dạng ma cà rồng rồi nè. Phải rồi, mình được nhận vào trường học quái vật sao? Buồn thế.